Ngày 19 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình sữa học đường từ năm học 2022-2023 đến hết năm học 2025-2026. Tổng kinh phí để thực hiện là hơn 151 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh. Đối tượng áp dụng sữa học đường là trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, mỗi ngày trẻ được uống một hộp sữa 180ml, uống 5 lần một tuần trong thời gian đủ 9 tháng trong năm học, tổng kinh phí thực hiện hơn 151 tỷ đồng, trong đó kinh phí mua sữa khoảng 150 tỷ đồng. Chương trình nhằm tăng thêm nguồn dinh dưỡng, an toàn, hợp lý, lành mạnh, bảo đảm sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cho học sinh, đặc biệt là đối với trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc khu vực 1, 2, 3 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc về tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sự phát triển toàn diện về tầm vóc, thể lực và trí tuệ của trẻ em. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính thành phố bố trí nguồn kinh phí để các cơ sở giáo dục trang thiết bị sách giáo khoa giúp học sinh không có đủ điều kiện có thể mua sách mượn cũng như là sử dụng. Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sau 2 tuần bước vào năm học mới đã có 99,5% học sinh thành phố trang bị đủ sách giáo khoa, còn khoảng 7.000 học sinh chiếm 0,5% chưa có sách giáo khoa ở các khối lớp trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên. Để bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính Thành phố bố trí nguồn kinh phí để các cơ sở giáo dục trang bị sách giáo khoa giúp học sinh không có đủ điều kiện để để mua sách mượn và sử dụng. Thành phố cũng đề nghị ngành giáo dục và các nhà trường phát huy sự năng động sáng tạo trong tổ chức các hoạt động dạy học, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, tổ chức các hoạt động giáo dục hợp lý để nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới.